Chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi bài tập yoga dành cho người lớn tuổi. Hôm nay là bài tập thứ 5 nằm trong chuỗi bài tập yoga này. Nào, mọi người cùng chạy thảm ra và bắt đầu tập thôi nha. Thả lỏng mềm hai tay lên đầu gối. Vai mở rộng, mềm ra, hai tay mềm, lỏng lên trên đầu gối. Mềm hai tay úp nguyên bàn tay lên đầu gối luôn. Đúng rồi, khuôn mặt thả lỏng ra. Hai vai mềm ra. Và giữ người ngồi thẳng ở tư thế ngồi thẳng. Lưng thẳng. Vai thả lỏng, mở rộng. Cổ thẳng. Khuôn mặt mềm. Và hơi thở mềm ra. Hít thở sâu nhẹ nhàng bằng mũi. Vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng đưa tay phải đặt lên bụng. Mình quay lại bài tập hít thở bằng bụng. Dùng ý thức và điều khiển nhịp thở đi đều vào, hít vào phần bụng. Thở ra, hóp bụng lại, đẩy hết, để sạch sẽ hết khí ra. Đúng rồi, lặp lại như vậy 10 lần. Tốt. Cố gắng giữ cho nhịp thở chậm hơn, hít chậm hơn và thở ra chậm hơn. Một vài nhịp nữa, cố gắng vẫn tập trung hết vào bụng. Hít phần bụng nhiều lên. Thở chậm, hóp bụng đẩy hết khí ra. Mình có thể ấn nhẹ bàn tay vào để cảm nhận mình đẩy khí ra ngoài. Và mình dùng bàn tay để cảm nhận là bụng mình được đẩy lên, được đẩy phồng lên khi mình hít. Nhịp thở cuối cùng, hít vào sâu. Và thở ra. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối trở lại. Lưng vẫn thẳng, vai vẫn mở rộng. Khuôn mặt vẫn thả lỏng ra. Cảm giác bụng phập phồng trong mỗi nhịp hít vào và thở ra.
Hít sâu, rồi thở hết và đẩy hết khí ra ngoài. Nhẹ nhàng mở mắt ra, rồi nhìn thẳng về phía trước. Hít vào sâu, nghiêng tai qua vai bên phải, kéo giãn phần cổ bên trái ra. Giữ ở đây một chút xíu, cảm giác phần cổ bên trái kéo căng ra và mang về vị trí trung tâm trở lại. Đổi bên, nghiêng tai trái qua vai bên trái và kéo giãn lườn bên phải ra. Giữ ở đây một chút xíu và giãn căng lườn bên phải ra. Rồi từ từ mang về vị trí trung tâm. Nhẹ nhàng xoay mặt về phía vai bên phải. Kéo và xoay hết cằm đặt trên vai luôn. Rồi quay về giữ thẳng từ điểm trung tâm, vai mềm ra. Xoay mặt về vai bên trái. Kéo cằm xa ra. Rồi từ từ quay về vị trí trung tâm. Hai tay đặt lên gối, hít vào, kéo cằm cao lên trời. Rún cằm và giãn căng phần cổ phía trước. Thở ra, cằm kéo xuống lồng ngực, giãn căng các đốt sống phía sau cổ ra. Cố gắng giữ lưng thẳng, chỉ kéo cằm thôi. Hít vào, một lần nữa rún cằm, kéo cao cằm lên trời. Phần cổ phía trước giãn ra. Rồi thở ra, cằm kéo vào lồng ngực, giãn các đốt sống phía sau cổ ra. Và mở mặt lên, quay về vị trí trung tâm. Mình lặp lại một lần nữa, nghiêng tai qua vai bên phải. Rồi quay về vị trí trung tâm. Và nghiêng tai qua vai bên trái. Rồi nâng lên. Xoay mặt về vai bên phải. Quay về giữ thẳng. Rồi xoay mặt qua vai bên trái. Thở ra, quay về giữ thẳng. Hít vào, kéo cằm cao lên trời và dùng cằm vẽ thành một hình vòng tròn. Vẽ nhiều, rướn về các hướng khác nhau, vẽ vòng tròn rộng ra. Rồi từ từ vẽ vòng tròn theo chiều ngược lại. Sau đó quay về vị trí trung tâm, mở ngang hai tay, hít vào, vươn hai tay lên trời và kéo dài, người giãn lưng, rướn lên. Thở ra, rạp dài, người về trước, rướn các ngón tay đi nhiều về trước, rạp người xuống sàn nhiều hơn. Hít vào, nhẹ nhàng cuộn lưng vào trong, mở vai ra. Lặp lại lần nữa. Vươn hai tay, rướn dài dẹn lên. Thở ra rạp dài về phía trước, rạp sâu, rướn tay đưa nhiều về phía trước. Thở dài ra. Hít vào, kéo tay vào đùi, cuộn các đốt sống lên. Thở ra mở vai, mở tay. Từ từ lặp lại nhịp nữa. Hít vào, vươn hai tay, rướn người dẹn lưng. Thở ra rạp dài về phía trước, rướn về trước, rướn từ từ để các nốt sống được kéo dài ra. Hít vào, cuộn từ từ vào trong. Rồi thở ra, mở vai ra. Hít vào, lặp lại, vươn hai tay, rướn người giãn lên. Thở ra, rướn về trước, rạp dài. Nhiều về trước, tay nhiều và dài, và hít, kéo tay vào gần đùi. Thở ra mở vai ra, giữ đây, giữ đây. Hít rồi thở chậm ra, vươn hai tay lên trời,
Lên cao hai tay, dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái. Và kéo hết về bên phải, kéo về bên phải, kéo về bên kia, kéo về bên phải, kéo lên giãn ra. Giãn ra. Thả lỏng khuỷu chỏ của tay phải xuống, kéo ra, hít vào. Vươn rướn lên. Thở ra đổi bên tay trái, nắm cổ tay phải và kéo hết về bên phải trái. Hít, vươn rướn lên, rồi thở hạ hai tay xuống đầu gối. Nhịp thở cuối cùng, hít. Rồi, thở dài, chống tay và đứng lên đầu thảm. Đứng về phía trước. Mũi chân khép lại, hai gót chân hơi mở ra. Hai tay mở rộng trong tư thế tài núi. Mắt nhìn thẳng về trước, hít vào, vươn hai tay lên trời. Rướn dài người, giãn lưng lên, hai tay chắp lại, ngẩng mặt nhìn theo tay luôn. Thở ra, rạp dài về trước, rạp sâu xuống, hai tay chống xuống bên chân, khuỵu đầu gối, hít vào thẳng gối, rướn lưng ngẩng mặt, nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống sàn, rút chân phải ra sau, mũi chân phải chống, rướn người thẳng về trước, hạ đầu gối sau, úp bàn chân sau, đẩy người về trước, vươn hai tay. Rướn lên, hít. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế chữ V ngược, đẩy thẳng lưng rạp ra sau, hai chân mở rộng ra bằng hông. Nhìn vào điểm giữa hai ngón chân cái, rạp người ra sau. Hít vào, vươn người về trước, hạ đầu gối, bụng, ngực, cầm xuống dưới sàn. Chống hai tay cạnh lồng ngực, hít vào, rướn lên tư thế rắn hổ mang, mở rộng lồng ngực ra, nhón mũi chân rồi đẩy dài người ra sau, tư thế chữ V ngược, giãn ra sau, thở ra, hít, rồi thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và bước hai chân lên đầu thảm luôn, bước dài về đầu thảm, rạp người xuống, thở ra, hít vào, rướn lưng song song mặt đất, thẳng đầu gối, rướn lưng ra, thở ra, rạp xuống ra. Hít vào, vươn hai tay lên trời, mở ngang, vươn tay rướn, hai tay chắp, rướn căng người lên và chắp hai tay, thở ra, hạ xuống trước lồng ngực. Một nhịp như vậy nữa cho chân bên trái. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người giãn lưng lên, thở ra, rạp dài về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song mặt đất, thẳng đầu gối ra, rướn về trước, thở ra, rạp xuống sàn, hai tay bên chân, rút chân trái ra sau, mũi chân trái chống, thẳng đầu gối, nhìn về phía trước một nhịp, rồi hạ đầu gối, chân sau dưới sàn, úp bàn chân sau, hít vươn hai tay lên trời, rướn người kéo giãn lưng lên, thở ra chống hai tay xuống dưới sàn. Nâng đầu gối sau lên và rút chân trước ra sau, tư thế chữ V ngược, giãn ra sau, thở dài ra. Rửa người về trước, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm xuống sàn. Lật người vươn lên trong tư thế rắn hổ mang, mở lồng ngực, khuỵu chỏ, mở lồng ngực ra, hai khuỵu chỏ sát vào người, hai khuỵu chỏ, đúng rồi, không cần lên cao quá, chỉ giữ thấp thôi, mở lồng ngực ra, tốt, rồi nhón chân đẩy ra sau, trong tư thế chữ V ngược, giãn dài người, thở ra, hít bằng mũi, rồi thở dài ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm, khuỵu nhẹ thôi, nhìn và chuẩn bị bước lên đầu thảm, bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở ra, hít vào, nhìn về trước, rướn lưng song song với mặt đất, thẳng đầu gối, đúng rồi, thở ra, rạp dài xuống sàn, thở hết ra, hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên trời, vươn lên luôn, và thở ra, chắp hai tay xuống trước lồng ngực, thở dài ra, hít sâu, thở ra sâu, lặp lại một lần nữa cho chân bên phải và chân bên trái. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên trời, rướn và giãn lên,
Thở ra mở ngang tay, rạp dài người về trước, rạp sâu xuống hai tay bên trên. Hít vào, rướn lưng song song mặt đất, nhìn về trước, thẳng đầu gối, lưng song song mặt đất, rướn. Thở ra, rạp xuống sàn. Bước chân phải ra sau, mũi chân phải chống, rướn lưng ngẩng mặt nhìn về phía trước, từ 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 nhìn về trước, tay vẫn chống dưới sàn. Hạ đầu gối sau xuống, úp bàn chân sau. Hít, vươn hai tay lên trời, rướn lên, cố gắng tập thiệt chậm, thật nhẹ nhàng. Thở ra, rạp hai tay xuống thảm, nhón mũi chân sau. Nâng đầu gối sau lên trước, rồi bước chân trước ra sau, tư thế chữ V ngược, rạp dài người ra sau. Vươn về phía trước, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, rạp toàn bộ người xuống sàn. Hít vào, nâng lên trong tư thế rắn hổ mang. Đây là tư thế rắn hổ mang đúng, không cần thẳng tay ra, cũng không cần đẩy người cao quá. Nhón chân và đẩy ra sau trong tư thế chữ V ngược, đẩy dài, thẳng ra. Rướn hết lưng rạp người ra sau, thở dài ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về trước và bước hai chân lên đầu thảm. Rạp dài người xuống, thở ra. Hít vào, thẳng gối, rướn lưng ngẩng mặt, nhìn lên lưng song song mặt đất. Thở ra, rạp sâu xuống sàn luôn, khuỵu gối rạp xuống. Hít vào, mở ngang hai tay, vươn lên trời, rướn thẳng lên. Và thở dài ra, chắp hai tay về xuống trước lồng ngực. Thở hết ra, hít bằng mũi sâu. Thở ra sâu, một vòng nữa chân bên trái. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người nhẹ lên. Thở ra, rạp dài về trước, rạp sâu xuống hai tay bên chân. Hít vào, thẳng lưng đồng thời thẳng gối, rướn về phía trước. Thở ra, rạp xuống sàn và rút chân trái ra sau, ước dài chân trái về phía sau, nhìn về trước, rướn thẳng lưng lên. Thở ra, hạ đầu gối sau, úp bàn chân sau xuống sàn, vươn hai tay lên trời, rướn người giãn lên, rướn cao người lên hết. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, nhón chân sau, nâng đầu gối sau lên, rút chân trước ra sau trong tư thế chữ V ngược, đẩy ra sau. Thở ra, hít vào, rướn người về trước, hạ đầu gối, hạ bụng, ngực, cằm, úp chân sau và hít, nâng lên tư thế rắn hổ mang, đẩy ra sau, thở ra tư thế chữ V ngược. Nhón chân đẩy hết và thở dài ra sau, lắc nhẹ vai qua lại, qua trái, lắc nhẹ hông, đẩy dài ra sau. Thở ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về trước, khuỵu nhẹ thôi, nhìn về trước, đẩy lưng ra sau. Rồi bước hai chân lên đầu thảm, rạp xuống, thở ra, rạp người xuống, thở ra. Hít vào, rướn lưng, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, rạp xuống ra. Mềm ra, hít vào, mở ngang tay, vươn lên trời, rướn nhai người lên. Và thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực. Hít, rồi thở dài, hít sâu, thở dài ra, một nhịp nữa hít, và thở hết ra, mở rộng hai tay ra, nhìn về phía trước, mình sẽ đứng lên trong, mở ngang hai tay ra, nhìn thẳng về trước mặt, mình sẽ đứng lên trong tư thế cái cây hôm trước mình đã học. Từ từ đưa hai tay chống lên thắt lưng, tập trung nhìn vào một điểm trước mặt để giữ thăng bằng, dồn lực hết lên bàn chân phải, nhón mũi chân trái và kéo sát vào mắt cả chân phải, nhìn về trước và giữ thăng bằng, kéo cao lên một chút xíu ngay phía dưới đầu gối. Hít, rồi thở dài ra. Nếu được nữa, dùng tay trái nắm lấy chân và kéo cao lên trên bắp đùi. Vẫn nhìn thẳng vào một điểm trước mặt để giữ thăng bằng. Rồi bây giờ, sát vào tường, quỳ chỏ chống vào tường.
Đúng rồi, nâng cao cho nên dùng tay kéo cao, dùng tay kéo trên cao lên và giữ lưng thẳng, nhìn về phía trước. Bây giờ rời tay và chắp hai tay về trước lồng ngực. Đúng rồi, bất cứ khi nào mà không cảm giác được thăng bằng thì bàn tay vào tường liền. Hít, vươn hai tay lên trời, rướn lên, rướn hai tay, chắp tay vươn cao, người rướn giữ thăng bằng ở tư thế cài cây. Hít sâu, thở dài ra. Đúng rồi, một nhịp nữa hít. Chắp hai tay xuống trước lồng ngực, trở lại kéo hai tay chắp trước lồng ngực. Rồi thở ra hạ chân, hạ tay, xoay mặt về hướng khác và đổi chân. Chống cùi chỏ vào tường trước để giữ được thăng bằng. Kéo chân cao lên, đà vào hông và đẩy mông ra, đứng thẳng người, nhìn về trước. Mở mắt và nhìn vào một điểm trước mặt. Hít, rướn hai tay và kéo hai người lên giữ cho được thăng bằng, nhìn vào một điểm trước mặt. Đúng rồi, hít đều, thở dài ra. Một nhịp nữa hít sâu, từ từ kéo hai tay xuống lồng ngực trở lại. Và thở ra hạ tay, hạ chân, lắc 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 hai chân và đi vào thảm, đi vào giữa thảm. Lắc lắc mềm hai tay ra, hít vào, mở rộng chân ra bằng vai. Hít, vươn hai tay, rướn người dẹn lưng lên. Thở ra mềm vai ra, lỏng vai, mềm người, lỏng hai tay xuống. Hít vào, vươn lên, thở ra. Hít vào, vươn lên. Rồi, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít, vươn, rướn lên. Và thở ra, thả lỏng xuống luôn, lỏng hai tay, lỏng đầu xuống, giữ đây một chút xíu. Rồi từ từ cuộn, cuộn các đốt sống lên dần dần. Cuộn từ từ lên và mở rộng vai ra. Đứng thẳng lên luôn, đi về đầu thảm trở lại. Hai mũi chân khép, hai gót chân mở, hai tay mềm ra. Hít và thở dài ra. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người, dạ lưng rượn lên. Thở ra mở ngang tay, rạp dài người về trước, rạp xuống, hai tay chồng bên trên. Hít vào, thẳng rượn lưng song song mặt đất, rượn về trước. Thở ra, rạp xuống sàn và bước chân phải ra sau, mũi chân phải chồng, thẳng lưng rượn về trước. Hạ đầu gối dưới sàn, úp bàn chân, đưa hai tay đặt lên đầu gối phía trước, giữ lưng thẳng, mắt nhìn về trước. Hít vào, hai tay vươn, rướn lên trời. Thở ra chắp hai tay về trước lồng ngực và xoắn qua đầu gối bên trái, cùi chỏ chống vào đầu gối và bẩy người nhìn lên trời, mắt nhìn lên trời luôn, giữ ở đây. Cảm giác phần lưng xoắn ra, giữ cho hai cùi chỏ thẳng hàng với nhau ở đây, xoắn người căng qua nhiều hơn, thở dài ra, cố gắng hít thở đều, hít, thở ra, đúng rồi, hít đều, thở đều ra, nhịp cuối cùng hít sâu, rồi thở bẩy hết người qua luôn và xoay mặt nhìn về phía đầu thảm, hai tay chắp trước ngực, lưng thẳng, hít. Vươn hai tay, rướn cao lên và thở ra chống hai tay xuống sàn, lùi đầu gối chân trước ra sau. Đúng rồi, đầu gối chân trước lùi ra sau, chẹp lưng ra sau trong tư thế em bé. Rạp tràn xuống sàn, thả lỏng ra sau, thở dài ra. Hít bằng mũi dài và thở ra, trán lỏng xuống sàn, vai mềm ra. M-
một nhịp, hít nở, hít vào sâu, chống hai tay và nâng người lên. Nâng lên trong tư thế đứng bằng bốn điểm, nhìn về phía trước, bám chặt hai tay xuống sàn, bước chân phải lên giữa hai tay, bước chân phải về phía trước, bước lên giữa hai tay, rồi đẩy người về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối, giữ lưng thăng bằng, nhìn thẳng vào một điểm trước mặt, hít vào, lỏng tay ra sau và vươn lên trời, rướn dài người, giãn lưng lên, thở ra hai tay, chắp trước lồng ngực, xoắn về bên ngược lại, quỳ chỏ chạm vào đầu gối, bên kia, bẩy và xoắn hết người qua, thở dài ra, thở ra. Hai quỳ chỏ thẳng hàng nhau. Bước này lên phía trên chút xíu nữa, đúng rồi, đổ người về phía trước, rồi bây giờ xoắn lưng qua, quỳ chỏ bẩy vào đầu gối, hai quỳ chỏ thẳng hàng nhau, xoắn lưng mắt nhìn về phía cửa sổ. Bẩy cao, quỳ chỏ lên lộn, giữ thăng bằng ở đây, hít thở đều, hít đều, cảm giác lồng ngực được xoắn căng qua, người bẩy qua, dùng lực bẩy giữa quỳ chỏ và đầu gối, thở dài ra, một nhịp nữa, hít sâu, rồi thở ra xoay mặt về phía đầu thảm, hai tay chắp trước ngực, giữ người thẳng lên, cố gắng vẫn đẩy đầu gối về trước, người thẳng lên thôi, hít, vươn hai tay, rướn lên trời, thở ra rạp hai tay xuống sàn, đưa đầu gối trước ra sau và nằm rạp người trong tư thế em bé, nằm rạp về sau, trán chạm xuống mặt thảm, vai lỏng ra, hông mềm ra. Hít chậm, rồi thở dài ra. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu, rồi thở ra, chống hai tay và chống hai đầu gối lên. Mình lót khăn vào dưới đầu gối cho đỡ đau. Rồi hai đầu gối mở rộng ra bằng hông, hai tay bám về đầu thảm, nhìn xuống và kiểm tra thấy cổ tay và vai thẳng hàng, đầu gối và hông thẳng hàng. Bám hai tay chặt, nhìn về phía trước, hóp vào, nâng bụng, nhìn về trước. Rồi thở ra, thả lỏng lưng xuống. Bây giờ cố định hai tay và vai, hít vào, hạ thắt lưng xuống. Động tác con bò và con mèo này, hít thắt lưng hạ, rướn cằm nhìn lên. Thở ra cuộn cằm vào lồng ngực, đẩy cao thắt lưng lên, đẩy sâu người, đẩy thẳng tay ra rồi. Hít vào, thắt lưng hạ xuống sàn và ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, cuộn người cao, cầm kéo vào lồng ngực, kéo cằm vào luôn, rướn các đốt sống cổ ra. Hít vào, hạ thắt lưng, ngẩng mặt nhìn lên, thắt lưng hạ xuống sàn, ngẩng mặt nhìn lên, hít. Thở ra, cuộn tròn người, cầm kéo vào lồng ngực, con mèo. Hít vào, hạ thắt lưng xuống, ngẩng mặt, rướn lên, đẩy thẳng tay lên luôn. Thở ra, cuộn vào trong, thở dài ra. Hít vào, hạ thắt lưng, ngẩng mặt rướn lên. Thở ra, cuộn tròn vào trong, đẩy cằm vào lồng ngực. Hai nhịp nữa, hít vào, thắt lưng hạ xuống, ngẩng mặt rướn lên. Thở ra, cuộn tròn vào trong, cầm kéo vào ngực. Nhịp cuối cùng, hạ thắt lưng và ngẩng mặt rướn lưng, mở vai ra. Rồi thở ra, cuộn tròn vào trong, cầm kéo vào lồng ngực.
và nhìn về phía trước, quay trở lại tư thế trung tâm. Bám hai tay dưới sàn, giữ đầu gối cố định từ vị trí này. Bám chặt tay trái và vươn tay phải lên trời. Lật tay phải, vươn cao lên, hít sâu. Thở ra, chui vai phải vào dưới tay trái và ra vai phải xuống sàn luôn. Rồi vươn tay trái qua quả đầu, giữ ở đây. Hít thở đều, xoay mặt nhìn hết về hướng bên này. Xoay mặt nhìn về hướng bên này, đúng rồi. Tay vươn xa ra, lật vai lên. Giữ ở đây, hít chậm. Thở dài ra. Hít vào sâu. Rồi thở sâu ra. Cố gắng mỗi nhịp thở lật vai, vuông góc lên một chút xíu. Đúng rồi, mở rộng vai ra luôn. Một nhịp thở cuối cùng, hít. Kéo tay trái chống về gần khuôn mặt, trở lại. Tay trái kéo xuống gần khuôn mặt, chống chặt tay trái dưới sàn. Hít vào, vươn tay phải lên trời. Xoắn người, vươn tay phải qua bên kia, vươn lên. Và chống tay phải xuống dưới sàn, trở lại, lắc vai nhẹ qua phải qua trái, lắc nhẹ vai qua phải trái, rồi đổi bên. Bám chặt tay phải dưới sàn, nhìn về trước, vươn tay trái lên trời, lật vai vươn lên, hít. Thở ra, chui vai trái vào dưới tay phải và ra vai trái dưới sàn. Tay phải vươn qua, rớt nguyên vai xuống sàn luôn, vươn qua nữa. Đúng rồi, kéo lên trên chút xíu nữa. Đúng rồi, giữ đây. Tay vươn qua đầu và mở vai ra. Kéo vai qua bên kia chút xíu. Đúng rồi, mở vai ra. Giữ ở đây, hít. Rồi thở đều ra bằng mũi. Một nhịp thở cuối cùng, hít. Rồi thở dài, mở vai ra và kéo tay phải về gần khuôn mặt, chống tay phải xuống sàn. Hít vào, lật tay trái vươn lên, vươn cao lên. Rồi thở ra, hạ tay trái xuống dưới sàn, lắc vai nhẹ qua bên phải qua bên trái. Thở dài ra và đưa người trườn về đầu thảm, lật ngửa và nằm ngửa ra, nằm ngửa người ra luôn. Từ vị trí này, mình nhét đặt cục block vào ngay dưới phần lưng và hạ đầu xuống sàn trong tư thế mở như là tư thế con cá, chuẩn bị cho lưng để lần sau mình học nâng lưng cao lên rồi nằm dài người xuống, hạ mông dưới sàn, hạ cho trườn người ra cho tới lúc nào mà mông nằm dưới sàn. Rồi kéo cục gạch lên chút xíu nữa. Đúng rồi. Mông và đầu nằm dưới sàn. Lồng ngực mở ra, hai tay mở rộng bên cạnh người. Hít và thở đều, khuôn mặt thả lỏng ra. Nhịp thở đều ra. Cố gắng đặt cục gạch ngay vào dưới phần lưng trên, nhịp giữa của lưng, để đầu được nằm hết dưới sàn và để phần hông được nằm hết dưới sàn. Tay mềm ra, hai chân mềm ra. Nhắm mắt và hít thở đều bằng mũi.
một nhịp thở nữa, rồi nhẹ nhàng dùng tay đẩy lấy cục gạch, lấy cục tập yoga ra phía ngoài và nằm dài người ra, thả lỏng trong tư thế thả lỏng cuối cùng, hai tay xuôi theo thân, các ngón tay mềm, hai chân mở rộng, hai bàn tay mềm ra, đầu thả lỏng ra, giữ cho các đốt sống phía sau cổ giãn dài ra, khuôn mặt mềm, nhắm mắt và thư giãn trong tư thế thả lỏng cuối cùng.
Cảm ơn mọi người đã tập cùng blog Yogi Travel VN và hoàn thành bài thứ 5 của chuỗi bài yoga dành cho người mới. Namaste! Hãy bấm nút màu đỏ đăng ký và bấm nút like ở bên dưới, đồng thời bấm nút chuông để nhận thông báo về bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người!